Đấu phá thương khung phần 4 tập 15, hèn nhát. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Nhã Phi sau đó cũng là đình chỉ từ chối. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân vẫn một mực thưởng ngoạn chén trà kia. Nhớ tới Trương Tạp Phiến tím bẩm lúc trước, nàng cũng là chậm rãi bình tĩnh, yên lặng xuống. Đối diện sau khi lời này của Tiêu Viêm ra khỏi miệng, Lôi Âu cũng là đem ánh mắt hướng về Hải Bà Đông. Nhìn vẻ mặt đạm mạc của hắn, nhãn đồng hơi co lại. Trong lòng thoáng có chút bất an, trầm thấp nói, các hạ. Chậm rãi lắc đầu, Hải Bà Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đạm mạc giống như là một khối hàn băng ngàn năm. Tùy ý liếc qua Lôi Âu, chợt cúi đầu nhìn chiến trả đã kết băng. Trầm mặc một lát nói, thước đặc nhĩ đằng sơn, tên phế vật kia bây giờ còn sống không? Thanh âm bình thản đạm mạc kia không thể nghi ngờ là một tiếng sấm sét hung hăng vang lên mãnh liệt bên tai tất cả những người đang ở trong phòng. Ngoại trừ hai người Tiêu Viêm ra, tất cả bọn họ đều bị chấn kinh đến giống như là tượng gỗ bình thường ngốc trệ hồi lâu. Trời ạ, hắn lại có thể nói đại trưởng lão như vậy? Đại trưởng lão chính là một trong thập đại cường giả của Sa Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm đại đệ, vị lão tiên sinh này đến cuối cùng là có thân phận gì vậy? Hé cái miệng nhỏ nhắn hồng nhận ra, Nhã Phi ngây ngốc nhìn chằm chằm Hải Bà Đông ngồi ở trên ghế. Đại trưởng lão trong gia tộc được tôn kính như là thần minh, tới trong miệng hắn lại có thể là trực tiếp thành phế vật. Lời này nếu truyền tới trong thước đặc nhĩ gia tộc, sợ rằng sẽ trực tiếp khiến cho bọn họ bị bạo lộ đi. Đối diện Lôi Âu cùng với Lôi Lạc ở bên cạnh, đồng dạng nghe Hải Bà Đông nói ra câu này xong đều trợn mắt há mồm lên. Khóe miệng có chút quào quắp, hiển nhiên những lời này cho bọn hắn thực sự là đả kích thật sự quá lớn. Cô, ngốc trệ hồi lâu, Lôi Âu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Yết hầu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Hải Bà Đông. Khi nói chuyện rõ ràng khách khí hơn rất nhiều, các hạ, ngươi không có đủ tư cách xưng hô với ta như vậy. Nhẹ nhàng quay về chén trà bị kết băng khẽ thổi một hơi. Con mắt Hải Bà Đông chớp chớp, thản nhiên nói. Lời nói này còn có chút khắc bạch, khiến cho Lôi Âu sửng sốt. Nét mặt già luôn chợt nổi lên một trận nhăn nhúm. Từ sau khi trở thành trưởng lão nhiều năm qua như vậy, còn chưa bao giờ có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Trong một khoảng thời gian, sự tài lúc trước Lữ Hoa tử kia đã phân phó phải xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta không ngại khiến cho thước đặc nhĩ gia tộc ít đi một trưởng lão. Hải Bà Đông không để ý đến sắc mặt cau có của Lôi Âu, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, đồng thời không có cấp cho đối phương chút thể diện nào. Ngươi, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn đi, ngươi biết ông nội của ta là ai hay không? Nhìn Lôi Âu bị coi thường như thế, Lôi Lạc ở một bên chưa bao giờ gặp qua người có dám nói với ông nội mình như vậy. Trên khuôn mặt tái nhợt dâng lên có vẻ tức giận, hơi lướt tức giận lúc trước Hải Bà Đông nói khiến hắn chấn động, nhìn không được lên tiếng cười lạnh nói. Lôi Lạc vừa mới nói xong, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm là hiện lên một nét cười lạnh, thấp giọng nói, không sợ chết à? Trong tay chiến trà vốn có chút di chuyển chậm rãi đình trệ. Hải Bà Đông ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn đâm vào sắc mặt một mảnh trắng bệch của Lôi Đặc. Dưới sự nhìn chăm chú của mọi người, hắn vừa định ngang ngang tiếp tục nói chuyện, nhưng mà đột nhiên phát hiện thân thể Hải Bà Đông có chút rung động. Cẩn thận! Trong chớp mắt thân thể Hải Bà Đông rung động, con người của Lôi Âu chợt co rụt lại. Một tiếng quát chói tai, một thân thể hoàng không nhanh chóng chắn ngang trước mặt Lôi Lạc. Sau đó đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, mênh mông đấu khí phá thể ra đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Lúc mà Lôi Âu vừa mới gọi đấu khí ra cùng một lúc, một đạo bóng trắng giống như là trong nháy mắt di động đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tốc độ kinh khủng kia khiến cho người ta có cảm giác co lại. Bóng người đứng thẳng, bàn tay nhẹ phiên hoàn hàm chứa khí lạnh thẩm thấu vào xương như là băng giá, tùy ý vỗ lại trên ngực của Lôi Âu vốn đang bắt đầu khởi động chân khí. Nhìn tư tùy ý vỗ nhẹ nhưng mà khiến cho sắc mặt Lôi Âu trong mắt trở lên trắng bệch. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, chợt đang ở giữa không trung, nó là bị ngưng tụ thành một khúc băng màu đỏ vang lên thanh thúy khi rơi xuống đất. Kinh lực hung hãn khiến cho thân thể Lôi Âu bắn ngược lại. Nhất thời hắn cùng với Lôi Nặc đó là lặng lẽ lẹn ở trên vách tường. Lập tức hai người đều là phát ra một trận rên rỉ thống khổ. Mấy vị hộ vệ đi theo Lôi Âu kia đều trợn mắt há mồm, nhìn gần nhất chiều như vậy, đó là khiến cho Lôi Âu trọng thương ngã xuống đất. Bàn tay nắm vũ khí sợ hãi run rẩy, dĩ nhiên là quên luôn cả chức trách hộ chủ của bọn họ. Ông nội, người không sao chứ? Bởi vì có Lôi Âu chắn phòng hộ, cho nên Lôi Lạc chỉ bị thương cũng không tính là rất nghiêm trọng. Gia Lan đứng dậy lại, nhìn thấy sắc mặt của Lôi Âu có thể so với hắn còn muốn trắng bạch hơn, lập tức cuống quýt kêu lên. Đấu hoàng cường giả, hàn khí trong cơ thể lại có thể khiến cả tóc của Lôi Âu cũng đều là kết thành miếng băng mỏng. Môi run run, hoảng sợ nhìn Hải Bà Đông phía trước, kinh hãi nói, cường giả mà có thể khiến cho chính mình cả đến bóng người đều nhìn không rõ, một chiêu đánh trọng thương mình, trong lòng Lôi Âu rõ ràng chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể làm được. Nghe mấy cái chữ này, cả người Lôi Nặc rung lên mãnh liệt một trận run rẩy dữ dội, mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Hải Bà Đông. Hắn không nghĩ tới lão nhân mắt nhìn không dậy nổi này lại có thể là một gã đấu hoàng cường giả. Thời gian đã bắt đầu rồi, ta đã nói là tuyệt sẽ không thu hồi. Sau một chung nữa, dược tài phải xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không,
cho dù là Thức Đằng Nhĩ Đằng Sơn tới, hôm nay ngươi cũng phải chết. Đạ Mạc liếc hai người, Hải Bạch Đồng chậm rãi nói, nhanh đi đem dược tài tới cho ta. Nghe vậy, trên mặt Lôi Âu hiện ra một vẻ sợ hãi, vội vàng quay về Lôi Lạc ở bên người rũ hét. Vâng, đồng dạng làm bị dọa kinh hồn. Lôi Lạc vội vàng đứng dậy, sau đó liền cút nhanh thoát ra khỏi phòng. Nhìn Lôi Âu chỉ trong ánh mắt đỏ là trở lên cực kỳ hòa thuận. Nhã Phi cười lắc đầu, lão giả này còn thật sự là tên hèn nhát. Ây, đấu hoàng cường giả, trời ơi, Tiểu Viêm này lại có thể quen biết loại cường giả này, khó trách là gan to như vậy. Trong lòng thở dài một hơi, Nhã Phi nhìn bóng lưng to lớn trước người kia, càng hiểu được người này thật sự là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Từ ghế ngồi đứng lên, Nhã Phi cung kính nhìn Hải Bạch Đồng khiếp sợ nói, tiên sinh quen biết đại trưởng lão, tên phế vật đó sao, hắn còn chưa có chết à? Hải Bạch Đồng chậm rãi ngồi trên cái ghế, lại là xuất ra một cầu kết cho thân thể Lôi Âu đang nằm trên mặt đất, dâng lên một trận co quắp. Lời nói bưu hãn của Hải Bạch Đồng đồng dạng là khiến cho Nhã Phi có chút xấu hổ, thấp giọng nói, đại trưởng lão vẫn còn khỏe, không biết danh tính của lão tiên sinh là gì, nếu gặp phế vật kia cùng hắn nói một tiếng đi, đã nói Hải Bạch Đồng ta còn chưa chết, hắn tự nhiên sẽ biết. Hải Bạch Đồng thản nhiên nói, vâng. Nghe vậy, Nhã Phi chỉ đành cung kính đáp lời, hai tay giảo động có chút có vẻ không biết làm sao. Khóe mắt đột nhiên liếc qua tạp phiến mặt ngoài tím bầm, vội vàng cầm lấy, muốn đem trở lại dựa theo quy củ của phòng đấu giá. Đấu hoàng cường giá cơ hồ là có thể hưởng thụ hết mọi loại ưu đãi cực kỳ to lớn. Nhìn cử động của Nhã Phi, Tiêu Viêm mỉm cười đem đến ánh mắt chuyển hướng Hải Bạch Đồng nói, là sao Hải lão, người này tiểu lũ oa này không phải là tình nhân của người, ngay cả điểm ấy cũng muốn thay làng tính sao? Bĩ môi, Hải Bạch Đồng bất đắc dĩ nói. Lời này của Hải Bạch Đồng vừa ra khỏi miệng, mặt Nhã Phi có chút hồng nhuận một điểm, làm lấy tạp phiến tím bầm, chần chờ một chút, rồi gọi một vị thị lữ lại, phân phó làng đem kim tệ trong trường tạp phiến lấy ra. Chỉ có điều, lúc cần đi đã dặn dò đem giá hạ đi một nửa. Tốt tiểu lữ hoa tử, ngược lại còn biết cách làm người. Mặc dù thanh âm Nhã Phi phi thường nhỏ, có điều vẫn như cũ bị Hải Bạch Đồng thu vào trong tai, lập tức lộ ra một điểm, hiển nhiên đối với cử chỉ này của nàng hơn có chút hảo cảm. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Nhã Phi đang chằm chằm nhìn chính mình, đột nhiên hỏi, được rồi, ngươi có thể trả giúp ta, tại trong phòng đấu giá này có vật gì có thể hồi phục linh hồn lực lượng hay không? Linh hồn lực lượng? Nghe vậy, Nhã Phi ngừng lại chợt nhíu mày nói, loại đồ vật này tuyệt đối là kỳ vật đó, để ta trả xem. Nói rồi nàng xoay người tiến đến một chỗ sào giá sách, sau đó tìm kiếm chỉ trong chốc lát, cuối cùng ôm một bộ nhuyễn quyển sách rồi đi ra, cẩn thận trà xét một hồi, lắc đầu tiếc nuối nói, xin lỗi, có thể khôi phục linh hồn lực lượng đó thật sự là quá hiếm thấy. Ta tra qua khố tuần phòng đấu giá chúng ta trong một năm này cũng không có thu thập được cái loại bảo vật này. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, vẻ mặt có chút ưu sầu ngồi lại trên ghế. Nhìn bộ dáng thất vọng như vậy của Tiêu Viêm, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng là bất lực tòng tâm. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, cửa chợt mở, cái bóng dáng thảm thương của Lôi Nặc mới vọt tiến đến, liền đem đồ vật trong lòng mấy người kia là một cái hộp ngọc cẩn thận đặt ở trên mặt bàn, run rẩy nói, đại nhân, tất cả dược tài ngài muốn đều ở chỗ này, không có một chút hư nào. Nhìn hộp ngọc này, trên khuôn mặt của Hải Bá Đông xẹt qua một tia hỉ ý, cẩn thận mở ra, sau đó Tiếu Mị cười đùa trò Tiêu Viêm, vội vàng nói, kiểm tra một chút, nhìn xem có đúng loại dược tài này hay không. Đánh giá cẩn thận một phen, sau đó dưới ánh mắt nhìn kỹ khiếp đảm kinh hãi của hai tên Lôi Âu và Lôi Lạc, có chút gật đầu, được rồi, không thành vấn đề, dược tài bảo tồn rất tốt. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tiêu Viêm xác nhận, Hải Bạch Đồng thở dài một hơi, xoay người quay về Lôi Âu, âm thanh lạnh lùng nói, cút đi. Mặt khác, ta xem Lữ Hoa Tử thấy rất là thuận mắt, trở về cùng với Thức Đằng Nhĩ Đằng Sơn phế vật kia nói một tiếng, một chữ đầu trong kiểm soát trưởng lão có thể bỏ đi được rồi. Nghe vậy, khóe miệng của Lôi Âu hiện lên một trận quò quắp, cúi đầu, sau đó cùng với Lôi Lạc chật vật chạy trốn đi ra ngoài. Đồ vật tới tay rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đem hộp ngọc thu hảo, Hải Bạch Đồng cười nói. Tiêu Viêm có chút gật đầu, vừa muốn cùng Nhã Phi nói lời từ biệt, một gã thị lữ bước nhanh đi đến, quay đầu về phía Nhã Phi cung kính nói, Nhã Phi tiểu thư, Lạp Lan tiểu thư có việc muốn gặp người. Lạp Lan? Lạp Lan Yên Nhiên sao? Hai chữ này đồng thời thuộc về cầm tử trong lòng Tiêu Viêm, khiến hắn có chút sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt hắc ám xuống. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ, đăng ký kênh họ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào ủng cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 17 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng, mình LTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.